Chào mừng mọi người đến với công ty Thế Giới Và Vật. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một số sản phẩm máy quét không dây. Thì nhắc đến từ không dây thì mọi người nghĩ ngay đến độ tiện lợi của nó. Thì thân máy và chân đế kết nối với nhau thông qua tín hiệu Bluetooth, mình có thể sử dụng trong phạm vi hoạt động là bán 95m, nên mình có thể vừa thực hiện tại thao tác tại quầy tính tiền, vừa có thể là đi kiểm đến xuất nhập tồn. Trong bán kính sử dụng của mình là 15m. Thứ hai đó là ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là trong lĩnh vực bán lẻ, kho bãi hoặc là trong các nhà máy sản xuất. Các nhà máy sản xuất thì yêu cầu về cái đồ công nghiệp rất tốt, rất cao, nên có một số dòng máy có tiêu chuẩn công nghiệp tốt, đó là tiêu chuẩn công nghiệp của nó lên tới IP67 thì mình có thể đáp ứng được việc làm việc trên cao, tại vì nó có thể chống được đồ rơi rớt từ trên 2,5 m xuống sàn bê tông, hoặc là chống được bụi bẩn. Mình cũng có thể sử dụng trong kho lạnh, tại vì các dòng sản phẩm này là chống thấm nước. Thêm một ưu điểm rất lớn nữa đến từ các máy quét mạ vạch không dây này, đó là nó có công nghệ quét rất là mạnh mẽ, tiên tiến, nên thành ra là quét được rất nhiều loại code khác nhau, ví dụ như là code 1D, 2D, hoặc là quét được trên màn hình điện thoại, quét được những code lớn, code nhỏ, nó quét được rất tốt. Thì lát này anh sẽ chứng minh bằng cách là quét thử cho mọi người xem xong. Thêm một vấn đề mà các bạn quan tâm nữa, đó là thời lượng sử dụng của máy. Thì tại vì các máy quét này sử dụng pin, nên nếu các bạn sạc đầy thì pin của nó có thể sử dụng trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Thời gian đó là đã bị đã đủ cho mọi người, không sợ bị gián đoạn trong quá trình làm việc. Thì tiếp theo em sẽ quét thử cho mọi người xem về độ nhạy cũng như khả năng đọc những cái barcode khác nhau, cũng như trên nhiều chất liệu khác nhau trên màn hình máy tính, trên màn hình điện thoại. Bây giờ em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người xem để mọi người có thể biết được khả năng đọc của một số dòng máy quét không dây này. Đầu tiên em sẽ bắt đầu với một chiếc máy quét không dây của Honeywell. Đây, hiện tại trên tay em có một số bảng mã có rất nhiều code, code 39, code 128, code EAN13, code 93, rất nhiều code khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, code QR code. Thì em sẽ quét cho mọi người thấy được khả năng đọc. Đây là máy quét không dây của Honeywell, mọi người xem. Quét QR code. Em sẽ quét những cái code nhỏ. Đó, mọi người thấy khả năng đọc rất là tốt. Tất cả các loại code từ QR code đến những code 1D. Thì đây có một cái code mà em đã cố tình là phá nó hư. Thì để mọi người xem thử. Em đã phá nó hư hầu như hư gần toàn diện. Thì em sẽ quét cho mọi người xem. Máy mình đọc được. Và đọc được rất nhạy. Và đặc biệt máy này có thể quét được trên màn hình. Thì em sẽ quét được quét QR code trên màn hình cho mọi người xem. Vật quét rất là nhạy. Tiếp theo em sẽ đi qua một dòng sản phẩm của Jetra. Thì đây là máy quét LI. Này, em sẽ quét cho mọi người xem. Thì cô quét được rất nhiều mã code 1D, code EAN13, code EAN cũng quét được, đọc rất là tốt. Em sẽ bây giờ em sẽ đọc code mà bị đã bị phá, máy cũng đọc rất là tốt. Đây là máy siêu công nghiệp của Jetra lấy 3678. Đây, em sẽ test cho mọi người xem về chức năng đọc. Đây, nó có thể đọc rất nhiều loại code khác nhau. Đây là cái code phần này em đã phá nha mọi người. Máy quét rất là nhạy. Mọi người có thể thấy khả năng đọc của những loại máy quét không dây này rất là tốt. Em đã giới thiệu cho mọi người một số dòng máy quét mạ vạch không dây đến từ các hãng như là Jetra, Honeywell hay là Datalogic. Thì em cũng đã quét thử cho mọi người thấy về khả năng đọc của những chiếc máy này trên các mã vật 1D, 2D, mã vật lớn, mã vật nhỏ hay là trên màn hình, thì mọi người có thể thấy nó đọc là rất là tốt. Thì nếu mọi người có cần thêm thông tin hoặc cần công ty Thế Giới Và Vật tư vấn thêm, có thể liên hệ tới công ty với số hotline 1900 3438 hoặc truy cập theo đường link ở phía bên dưới. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.